Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của chúng tôi 1312. Trong video lần này, hãy cùng chúng tôi rời khỏi thành phố Huế để đi đến thành phố Đà Nẵng. Hy vọng là sẽ có nhiều điều thú vị đợi chúng tôi ở trên hành trình. Trước khi lên đường, Tuấn đã đề nghị chúng tôi cùng ghé viếng mộ bác của Tuấn nằm trên một khu đồi ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thường mỗi lần đến Huế thì tôi luôn dành thời gian để ghé thăm phần mộ của bác tôi. Đó chính là nhà văn Phùng Quán, nhà giáo Vũ Đức Bổn Trân và anh tôi là Phùng Quân. Và ngày hôm nay có cơ hội thì tôi cũng muốn mời các bạn của tôi lên thăm mộ của bác. Đi viếng mộ cụ tôi thấy là đó là một cái điều rất là may mắn với tôi, bởi vì tôi là học văn, tôi hay làm thơ ba lang nhang như thế, nhưng mà thực sự tôi đọc rất nhiều truyện và văn của nhà văn nhà thơ Phùng Quán, chẳng hạn như là Tuổi Thơ Dữ Dội hay là có một bài thơ Bài Hôn: Trời đã sinh ra em để cho em xinh đẹp, còn trời sinh ra anh để yêu em tha thiết. Và lúc nào cũng chỉ nhớ đến các em. Nhà thơ Phùng Quán được biết đến với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vượt Côn Đảo, Tuổi Thơ Dữ Dội, Tiếng Hát Trên Địa Ngục Côn Đảo. Các bài thơ như Lời Mẹ Dặn, Hôn và nhiều tập thơ được yêu mến. Tôi đang đi từ Huế vào và đầm Lập An ở phía bên tay phải ngay trước khi lên đèo Hải Vân. Và ở nơi này là một nơi vô cùng đẹp để mà các bạn có thể dừng chân, nghỉ ngơi, chụp hình. Đầm Lập An nằm dưới đèo Phú Gia, chân núi Bạch Mã gần thị trấn Lăng Cô. Thời điểm đẹp nhất để ngắm đầm Lập An có lẽ là khi bình minh và lúc hoàng hôn. Đặc biệt khi thủy triều xuống, một con đường đầy vỏ ốc hiện ra sẽ là điểm chụp ảnh lý tưởng cho những ai mê mẩn vẻ đẹp nơi đây. Bên bờ đầm Lập An, chúng tôi tìm đến một trong những nhà hàng hải sản nổi tiếng ở đây. Và cửa hàng hải sản này khá đông. Ngày xưa tôi nhớ là chỉ là một cái bè. Bây giờ thì sau khi rất đông khách thì đã khang trang lên. Là nhiều cái bè, nâng cấp lên thành bè bê tông. Tuy nhiên là vẻ lãng mạn ở đây thì vẫn còn, đúng không? Rời khỏi không gian thơ mộng của đầm Lập An, chúng tôi sẽ vượt đèo Hải Vân để đến với một Đà Nẵng đầy sôi động. Đèo Hải Vân trước năm 1306 là vùng giữa hai châu Ô, Rí của vương quốc Champa. Sau khi vua Champa cầu hôn công chúa Huyền Trân đời Trần, thì nơi đây là ranh giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Đèo Hải Vân dài 20 km, nằm trên một nhánh núi đâm ra biển của dãy Bạch Mã, nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Với nhiều khúc cua quanh co, đèo này được đánh giá là một trong những cung đường ven biển đẹp bậc nhất thế giới và nằm trong danh sách ưa thích của nhiều tay lái. Tôi đang có mặt tại đỉnh đèo Hải Vân, phía sau lưng là Hải Vân Quan. Đèo Hải Vân còn có tên gọi là đèo Hải Vân bởi vì xưa kia ở đây có một cửa ải là biên giới giữa nước Đại Việt và Chiêm Thành. Tương truyền rằng xưa kia nơi đây có thần sóng, thuyền bè thường hay bị chìm, cho nên dân gian mới có câu rằng đường bộ thì sợ Hải Vân, đường biển thì sợ sóng thần hang rơi. Trên cửa ải phía mặt hướng về Thừa Thiên Huế có ba chữ Hải Vân Quan, và phía hướng về mặt Quảng Nam có chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Đèo Hải Vân có thể nói là một nơi ưa thích của cánh đi xe máy. Chúng tôi cũng không thể đi được dưới hầm cấm xe máy. Và lên đỉnh đèo thì chúng ta có thể nhìn bao quát, đường đèo thì ngoằn ngoèo, rất dễ để tập tay lái. Tôi với ông mà lên kia làm ván cờ là đỉnh đấy. Nó là đỉnh cao đời người. Check in này, chụp ảnh này, tạo dáng này, ăn uống này, chứ bình thường ra nhá. 3 ngày chưa được ván cờ nào. Bình thường mà đây là đèo Hải Vân. Chỉ mất đây là đỉnh, đỉnh, đỉnh đèo Hải Vân. Đỉnh. Chỗ này là chỗ người ta đánh cờ. Chỗ này chứ không phải là nói về sinh tử. Kệ. Qua khỏi đỉnh đèo Hải Vân, vịnh Đà Nẵng huyền ảo hiện ra trước mắt chúng tôi. Từ xa có thể thấy cảng Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà với đỉnh núi nằm khuất trong mây. Tôi thì đã nhiều lần lên núi Sơn Trà và đỉnh bàn cờ. Tuy nhiên khi tôi hỏi thì cả Khôi và Tuấn đều chưa từng lên, nên tôi rủ hai tay này chạy xe lên. Chúng tôi đi qua cầu Thuận Phước, một cây cầu rất đẹp nằm ở cửa vịnh Đà Nẵng. Khu vực này là nơi neo đậu của nhiều thuyền bè các loại và có thể thấy nhà máy đóng tàu ở phía bên tay trái. Nói về chơi cờ, tôi và Tay Khôi mỗi khi đi cùng với nhau thì đều mang theo một bộ cờ vua để những lúc rảnh rỗi mang ra thi đấu. Chúng tôi hay gọi là nhìn đều nhau. Trên núi Sơn Trà thì có rất nhiều khỉ sinh sống.
thậm chí có cả một đoạn đường gọi tên là Monkey Pass, tức là đèo khỉ. Đường dẫn quanh bán đảo và lên đỉnh núi là một cung đường uốn lượn rất đẹp, có thể nói là không thể bỏ qua đối với các tay mô tô ở khu vực Đà Nẵng. Tuy nhiên đường này cũng có nhiều đoạn hẹp và dốc cao, nhất là hướng từ trên đỉnh núi đi xuống phía bãi Bắc, khó đi và nguy hiểm, phía đó thì ít người đi hơn. Hiện nay để đảm bảo an toàn, thành phố Đà Nẵng đã lập các trạm kiểm soát ở cả hai hướng lên núi và không cho phép các xe máy số tự động hay còn gọi là xe tay ga đi lên núi. Chúng tôi đang có mặt trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Đây là đỉnh bàn cờ. Đây có ông Tiên ngồi đánh cờ ở đây. Rất đẹp, nhất là dưới Đà Nẵng đang nóng thì lên đây không khí như là chúng ta đang chui vào một cái điều hòa. Trên này nhá. Đây. Thoạn. Phải trình bày nữa. Vâng, tôi bàn nhìn ông Khôi là xếp nãy giờ đây rồi. Tôi nhìn ông Khôi là đưa bàn cờ ra, tôi đã hiểu ý rồi. Lúc ở đèo Hải Vân là không cho các anh đánh thì đúng, các anh cứ thoải mái. Nhưng tôi có giới hạn về thời gian. 45 phút vì tôi. 45 phút hết như một hiệp bóng đá. Tôi như một hiệp bóng đá. Tôi chưa được chơi cái gì cả. Xin mời anh đi chụp ảnh selfie sống ảo. Đây. Bàn cờ rất đẹp. Xong, xin mời anh ra kia chụp ảnh. 45 phút nắng nhá. 45 phút chụp ảnh. Mây tràn về là tôi hết. Bây giờ tôi cho các anh 35 phút. Đồng ý luôn. 35 phút. Chiến tranh. Yên tâm. No war. Yên tâm. 35 phút à? 5 phút là chiến tranh đã kết thúc. 5 phút nữa tôi đã thắng. Xin mời anh cứ đi. 5 phút nữa tôi đã thắng. Ông nào thắng? Tôi thắng. Ôi, còn ai nhá. Ok. Rồi, bắt đầu chưa? Sẵn sàng chưa? Tôi bữa cà phê nhá. Đồng ý luôn. Ông nào thắng mời một bữa cà phê, ông kia trả tiền. Đấy, ông Khôi trả tiền, được chưa? Ok, 35 phút rồi đấy. Lên tốt. Lên tốt tiếp. Truyền thuyết về sự tích đỉnh bàn cờ kể rằng thuở sơ khai có hai vị tiên ông giáng trần đến Sơn Trà ngồi nghỉ thắng cảnh trên phiến đá rồi hóa phép kẻ ra bàn cờ. Hai vị tài sức ngang nhau, ngồi mấy ngày liền ván cờ chưa có hồi kết, bất phân thắng bại. Hai ông kia chơi cờ đừng tưởng là tôi phải ngồi đấy đợi, tôi cũng có cách thư giãn riêng của mình. Tôi chọn cách đi xuống chùa Linh Ứng, một ngôi chùa rất nổi tiếng ở thành phố Đà Nẵng. Chùa Linh Ứng Sơn Trà được xem là cõi Phật giữa chốn trần gian. Một bên là đảo Cù Lao Chàm, phía bên kia là ngọn Hải Vân, phía còn lại là dòng sông Hàn Yên Hà đang đổ về cửa biển. Điểm nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc chùa Linh Ứng Bãi Bụt là pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 67m, đường kính tòa sen 35m, nhìn hướng ra biển. Đây là tác phẩm của hai điêu khắc gia Thụy Lam và Châu Viết Thạnh. Quá đẹp luôn. Không gian rất rộng. Và tôi đang tự hỏi là không biết là tôi có nên ở đây lâu hơn không. Kệ cho mấy ông ấy đợi. Tôi nghĩ là ông Khôi với ông Long thì chắc là một ông sẽ thắng trong khoảng 15 phút và sẽ phải đợi tôi nửa tiếng. Còn nếu không đợi, tôi đã có kế hoạch. Đến xe. Được rồi. Thắng chưa? Từ chặn hết cả thẳng đi hướng chạy được không? Tôi đã ăn thắng. Cảm ơn ông.